Xin chào quý vị và các bạn đến với Việt Nam Sport. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập 28 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng của vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp Oman ngày 24 tháng 3 và Nhật Bản ngày 29 tháng 3. Trong danh sách này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra nhiều sự chú ý. Ông vẫn triệu tập 6 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai là Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh và Hồng Duy lên đội tuyển Việt Nam. Dù rằng phong độ của số đông cầu thủ này là không cao sau màn trình diễn tệ hại tại V-League 2022 vừa rồi. Kế đến, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng gây bất ngờ khi không triệu tập Phạm Xuân Mạnh, cầu thủ có phong độ rất tốt trong quãng thời gian gần đây. Bên cạnh đó, việc chưa có Đỗ Duy Mạnh, Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu vì chưa bình phục hoàn toàn chấn thương cũng để lại sự nuối tiếc với nhiều người. Nhưng tái ông thất mã, sự thiếu vắng của một số gương mặt kỳ cựu của đội tuyển Việt Nam là cơ hội để những tân binh có dịp thể hiện trong mắt huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. 4 trong số 28 cầu thủ tập trung đầu tiên ở đội tuyển Việt Nam là những tân binh lần đầu trong sự nghiệp góp mặt trên đội tuyển. Đó là Vũ Tuyên Quang, hậu vệ Việt kiều Ariano Smith, tiền vệ Nguyễn Hải Huy và hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ. Đương nhiên, cái tên Ariano Smith nhận được sự chú ý hơn cả, bởi anh chính là gương mặt Việt kiều tiếp theo sau Đặng Văn Lâm, Mạc Hồng Quân hay trước đó là Đặng Văn Robert, Mikan Nguyễn được lên đội tuyển Việt Nam để hiện thực hóa được giấc mơ này. Ariano Smith đã phải mất 5 năm chơi bóng ở Việt Nam để có cơ hội lần đầu ăn cơm tuyển. Thậm chí nhiều năm trước đó, anh đã phải vượt qua những gian khó của cuộc sống để có thể theo đuổi bằng được con đường cầu thủ chuyên nghiệp. Không như Đặng Văn Lâm và Mạc Hồng Quân, cái tên Ariano Smith khiến người ta nhầm tưởng anh là một ngoại binh thay vì một cầu thủ Việt kiều. Cái tên Tây nhất trong lực lượng tập trung đội tuyển Việt Nam lần này đã có một hành trình đặc biệt để đến với V-League trước khi có tên trong tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ariano Smith sinh ra và lớn lên tại châu Âu, cụ thể là Augsburg của Đức, trong một gia đình có 6 anh chị em. Bố của Ariano Smith cũng là một người Việt Nam. Ông sinh ra và lớn lên tại Hòa Bình trước khi sang Đức và lấy vợ là người bản địa tại đây. Năm 6 tuổi, anh bắt đầu chập chững lên với bóng đá, một câu lạc bộ địa phương rèn giũa Smith trong vòng 7 năm. Đến khi là một thiếu niên, Smith rời xa gia đình và bắt đầu cuộc sống tự lập. Điểm đến của anh là Ingolstadt, nơi cách gia đình 1 tiếng rưỡi đi tàu. Smith bắt đầu cho hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp bằng cách trải qua những ngày tháng khốc liệt tại VfB Eintracht, FC Göttingen và TSV Schwarzmünchen. Năm 2018, trang Transfermarkt điền thêm thông tin của anh. Một trong số đó là quốc tịch Đức và Việt Nam hiện diện trong phần mô tả còn thô sơ của cầu thủ đang đá ở giải hạng 5 Đức. Nhưng cũng chính quốc tịch Việt Nam trở thành thông tin khiến Nguyễn Trung, chủ kênh YouTube Việt Nam Football 24 để ý. Anh tìm cách liên hệ với Ariano Smith thông qua Facebook, cả hai trao đổi với nhau nhiều ngày. Sau đó Nguyễn Trung trở thành cầu nối và thông qua những mối quan hệ khác để đưa Ariano Smith về Việt Nam. Cuối năm 2018, Ariano Smith có 4 trận đấu trong tay đội bóng đất cảng. Năm 2019 và 2020, Ariano Smith đá chính 15 trận mỗi mùa. Ở mùa giải 2021, trung vệ Việt kiều này đá chính 8 trận cho tới khi giải đấu dừng lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Anh được đánh giá là có ưu thế về thể hình, cao 1m85, khả năng không chiến tốt hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó là nền tảng thể lực vô cùng ấn tượng. Năm 2021, trong nỗ lực tăng cường sức mạnh ở V-League năm nay, Bình Định đưa Ariano Smith vào miền Trung để đấu quân cho mình. Con số chuyển nhượng không được tiết lộ, nhưng anh được xem là một trong những nội binh có thu nhập và lót tay thuộc top đầu đội bóng đất võ. Smith đã và đang tận hưởng những trận đấu đầu tiên tại Bình Định. Giờ đây, sau 5 năm ở Việt Nam, cái nóng, cái nắng, cái gió ở miền Trung đã không còn là trở ngại với chàng trai đến từ nước Đức lạnh giá nữa. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Trong bối cảnh huấn luyện viên Park Hang-seo tìm kiếm sự đổi mới trong lực lượng, Ariano Smith đã được trao cơ hội lên đội tuyển quốc gia. Về phía hậu vệ Smith Ariano, cầu thủ sinh năm 1994 có bố là người Việt Nam và mẹ là người Đức này cũng không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Anh từng khoác áo lên câu lạc bộ Hải Phòng từ năm 2018 trước khi về đầu quân cho Toberland Bình Định trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới 2022. Với lợi thế về thể hình cũng như kinh nghiệm nhiều năm thi đấu ở V-League, Smith Ariano hứa hẹn sẽ là những sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Trang chủ VFF ghi nhận những thông tin của cầu thủ mang trong mình hai dòng máu Đức Việt như thế. Đồng đội của Smith tại Bình Định là thủ môn Vũ Tuyên Quang cũng có lần đầu tiên góp mặt lên đội tuyển Việt Nam. Theo giới thiệu của trang chủ VFF, thủ thành sinh năm 1995 này từng là thành viên đội U19 Việt Nam cùng lứa với Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh hay Công Phượng. Anh được đánh giá khá cao khi thi đấu ở các giải trẻ, nhưng trước đó Vũ Tuyên Quang lại chưa có cơ hội bén duyên với đội tuyển quốc gia. Việc được triệu tập vào danh sách đội tuyển Việt Nam ở tuổi 27 có thể được xem là điều bất ngờ với thủ thành này. Một cầu thủ tân binh khác cũng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và cũng chơi ở vị trí phòng ngự là Nguyễn Văn Vĩ. Thực tế cầu thủ này chưa bao giờ góp mặt ở cấp độ các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nếu như anh không cập bến Hà Nội FC, chưa chắc cổ động viên V-League đã nhớ mặt hậu vệ sinh năm 1998. Thậm chí dám khẳng định rằng sẽ có nhiều người viết sai tên Văn Vĩ thành Văn Vĩ Y Dài trong lần đầu tiên được đề cập. Nói như thế để thấy rằng Văn Vĩ là cái tên hoàn toàn vô danh với đại bộ phận người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhưng với giới chuyên môn thì hoàn toàn khác. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức, người đã dìu dắt Văn Vĩ đủ biết anh có năng lực đến mức độ nào, đánh giá về cậu học trò đã gắn bó với mình suốt 6-7 năm. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức nói: "Cậu ấy đóng góp rất nhiều trong thời kỳ tôi làm việc ở Hà Nội B, đá sơ đồ 3-4-3 hay 4-4-2.
cậu ấy đều chơi tốt được. Văn Vĩ chuyên tu ở cánh trái, ban đầu bạn ấy chơi tiền vệ trụ ở đội U13 và U15. Nhưng từ 2015, tôi dần đưa bạn ấy ra đá cánh. Lý do tôi làm vậy bởi Văn Vĩ là một cầu thủ nhanh, khéo, có một cái chân trái rất khéo, tự tin, thoát pressing tốt, dám cầm bóng để chơi. Đó là những phẩm chất rất tốt. Ông Đức nói thêm, khi nghe tin Văn Vĩ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, tôi rất mừng. Tôi nghĩ Vĩ là một cầu thủ giống như Hồng Duy. Vĩ thuận chân trái, nhanh, khéo léo, xử lý tốt trong phạm vi hẹp và tham gia tấn công tốt không kém gì Duy. Về phòng ngự thì cậu ấy kém Văn Hậu một chút, nhược điểm của Vĩ là cậu ấy hiền quá. Tôi từng nhiều lần nhắc nhở Vĩ phải biết thông tin, phải hô hào, khuấy động tinh thần anh em cầu thủ nữa. Với tôi, đó có lẽ là hạn chế duy nhất mà Vĩ cần phải khắc phục trong thời gian sắp tới. Có một chi tiết mà ông Đức tiết lộ, hồi ở U19 Việt Nam, Văn Vĩ từng đá chính và Văn Hậu còn phải dự bị cho anh. Nhưng sau đó Vĩ lỡ cơ hội lên đội 1 Hà Nội FC vì Văn Hậu phát triển quá nhanh. Ngoài ra trên đội còn có Văn Dũng, Vĩ không thể cạnh tranh được nên theo huấn luyện viên Phạm Minh Đức vào Hà Tĩnh thi đấu. Đặc biệt huấn luyện viên Phạm Minh Đức nhấn mạnh, khi tôi làm việc ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, có nhiều người giới thiệu Thanh Thịnh về đội nhưng tôi nói không. Tôi bảo đội có Văn Vĩ rồi, không cần lấy thêm Thanh Thịnh vào cánh trái làm gì nữa. Trở lại với câu chuyện cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia Việt Nam, hành lang cánh trái sẽ chỉ có sự xuất hiện của Hồng Duy và Văn Vĩ thay vì thêm những cái tên như Xuân Mạnh, Thanh Thịnh. Vậy nhưng điều đó không có nghĩa là Hồng Duy đã ấm chân trong đội hình đá chính của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong hai trận gặp Oman và Nhật Bản tại vòng loại 3 World Cup vào cuối tháng này. Như huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã phân tích, Văn Vĩ với những tương đồng giống Hồng Duy, thậm chí có khả năng tạo ra đột biến hơn ở khâu tấn công nhờ vào những tình huống xuyên vào nách hàng thủ. Rõ ràng khi gặp một đối thủ rất giống với mình và thậm chí còn trẻ hơn, đột biến hơn, Hồng Duy sẽ càng phải nỗ lực hơn nữa. Cái tên cuối cùng xuất hiện trong danh sách tân binh của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Hải Huy. 9 năm sau khi góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games, Hải Huy chưa có thêm một lần nào được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong sự nghiệp. Anh từng tâm sự đến nghẹn ngào trên báo giới thế này. Sau khi thi đấu với U23 Việt Nam tại SEA Games 2013, tôi vẫn tin chỉ cần mình chơi tốt, có phong độ cao thì sẽ được gọi lên đội tuyển. Tôi tin vào điều đó và cực kỳ nỗ lực trên sân. Mùa V-League đầu tiên năm 2014, tôi ghi 7 bàn. Tôi nhớ có một bài báo nói tôi ghi bàn nhiều hơn anh Công Vinh. Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn giữ bài báo ấy, thỉnh thoảng vẫn còn đọc lại. Nhưng tôi vắng mặt tại AFF Cup năm đó, còn bạn tôi, Vũ Minh Tuấn hay Tiến Thành đều được gọi. 9 năm đã qua, tôi vẫn không được gọi. Tôi cứ chờ mãi, đợi mãi. Tôi biết mình phải cố lên, cố mà đá, chơi thật tốt, chơi thật hay ở V-League. May ra ngày nào đó họ để ý tới mình. Tôi tự nhủ bản thân và dặn mình không được từ bỏ, cố mãi. Để rồi tháng 3 năm 2020, tôi hay tin mình đã có tên trên bàn làm việc của thầy Park. Nhưng không may thì tôi lại dính chấn thương. Đó là chấn thương nặng nhất trong sự nghiệp. Cuối năm ngoái, đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu ở Cẩm Phả. Điều mình chờ mãi không đến. Khi nó đến, mình lại chẳng thể đón lấy. Tuyển Việt Nam đá trên sân nhà của câu lạc bộ Quảng Ninh mà tôi không thể góp mặt. Nhiều người bảo tuyến giữa đội tuyển Việt Nam chật chội lắm, nhiều cầu thủ trẻ đang lên, còn tôi thì vừa dính chấn thương. Tôi hiểu điều đó lắm chứ. Tôi cũng chưa nghĩ tới lúc nào mình lấy lại được phong độ cũ. Chưa biết mình sẽ thi đấu ở các trận tiếp theo ra sao, nhưng tôi không thể đánh mất mình. Thế thì dễ quá. Thế thì làm gì còn có cơ hội nào? Điều quan trọng nhất là tôi phải lấy lại phong độ. Sau đấy lên tuyển sẽ là mục tiêu tiếp theo của tôi. Rồi than Quảng Ninh gặp biến cố. Hải Huy, người thủ lĩnh tinh thần và người con của đất mỏ, phải rời bước khỏi đội bóng quê hương để đến với Hải Phòng. Với Hải Huy khi ấy, anh đang nghĩ mình không còn cơ hội để lên đội tuyển quốc gia thi đấu. Nhưng màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Hải Phòng cuối cùng cũng đã giúp Hải Huy có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam. Hải Huy, Văn Vĩ, Vũ Tuyên Quang hay Adriano Smith đều không còn trẻ để được gọi là chuẩn bị cho tương lai của đội tuyển. Nhưng nhìn từ đó, chúng ta cũng thấy được rằng nỗ lực, nghị lực của những cầu thủ tưởng chừng như đã ở xế chiều ấy được đền đáp xứng đáng. Thông qua đây, huấn luyện viên Park Hang-seo một lần nữa nhấn mạnh cánh cửa đội tuyển Việt Nam luôn rộng mở cho tất cả. Đến đây, Vietnam Sport xin khép lại video ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu cảm thấy hay thì hãy nhấn like, share và subscribe kênh YouTube của Vietnam Sport nha. Xin chào và hẹn gặp lại.